Nhiều bác đang muốn tìm tủ có dung tích nhỏ khoảng từ trên 200 lít và dưới 250 lít dùng cho gia đình là từ 2 cho đến 3 thành viên. Thì ngày hôm nay ở video này em sẽ giới thiệu các bác một số mẫu tủ lạnh của Samsung cũng như là dòng tủ của Bana, những cái dòng tủ có dung tích nhỏ mà sử dụng cho gia đình nhà mình là từ 2 cho đến 3 thành viên. Đầu tiên thì sẽ là mẫu Samsung trước với model sản phẩm là RT20HR8DBU. Mẫu này thì với dung tích là 208 lít. Các bác dùng cho em là từ 2 cho đến 3 thành viên đều được các bác nhé. Mẫu này thì mặt của nó sẽ là dòng mặt sơn tĩnh điện màu đen các bác ạ, dòng hai cánh như này. Đấy, các bác nhìn. Bây giờ các bác cùng em hãy mở ra khám phá bên trong nha. Với cái dòng sản phẩm này thì đầu tiên về thiết kế của nó rất là đơn giản. Thiết kế đơn giản, nó có bộ lọc than hoạt tính ạ. Sản phẩm này có bộ lọc than hoạt tính nằm ở dưới đây. Đây chính là bộ lọc than hoạt tính này. Bộ lọc than hoạt tính này có tác dụng gì? Bộ lọc than hoạt tính này có tác dụng là sẽ loại bỏ các khử mùi cũng như là kháng khuẩn, giúp tủ lạnh của các bác luôn sạch sẽ và luôn trong lành ấy ạ. Và rau củ quả sẽ bảo quản được một cách tối đa nhất. Thứ hai là mẫu này là mẫu làm lạnh đa chiều. Với cái mẫu làm lạnh đa chiều này thì có tác dụng gì? Mẫu làm lạnh đa chiều giúp cho khí lạnh lan tỏa đều khắp tủ. Và khi lan tỏa đều khắp tủ thì thực phẩm của các bác sẽ nhận được hơi lạnh tốt nhất. Thì nếu nhận được cái hơi lạnh tốt nhất thì tủ của các bác sẽ luôn bảo quản được thực phẩm tươi ngon nhất. Ngăn rau củ quả ở đây sẽ là ngăn Moxi First Zone. Ngăn này nó sẽ tự động điều chỉnh cái nhiệt độ 90% độ ẩm sao cho rau củ quả được tươi ngon nhất. Khay thì đều sẽ là dòng khay kính cường lực cao cấp các bác nhé. Này, nút bật để dễ dàng có thể thao tác điều chỉnh nhiệt độ. Và mẫu này một điều tuyệt vời nữa là nó có một cái ngăn đông lạnh. Thì ngăn đông lạnh này có tác dụng gì? Tức là khi mà nhà các bác mất điện thì những cái ngăn như này nó sẽ bảo quản thêm thực phẩm lạnh lên tới là 12 tiếng. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm mất điện không sợ đồ bị hỏng nha các bác. Đây là dòng không có làm đá tự động và lá của nó sẽ lúm xoay như này, dễ dàng thao tác và dễ dàng lấy ra. Con này thì có thêm tính năng Invector nữa. Thì với tính năng Invector thì thứ nhất là máy chạy sẽ rất là êm, thứ hai là nó rất là bền, thứ ba là độ lạnh luôn duy trì ở cái mức ổn định nhất. Con này với nhãn hiệu 5 sao các bác nhé. Nhãn hiệu 5 sao là một trong những cái dòng tiết kiệm điện nhất. Tiết kiệm điện nhất và khi các bác sử dụng này, các bác hoàn toàn yên tâm về điện năng tiêu thụ ạ. Con này tại siêu thị điện máy Ecomart đang khuyến mại cho các bác chỉ có giá 5.270.000. 5.270.000 là các bác đã sở hữu cho mình được một chiếc tủ lạnh với dung tích 206 lít đến từ thương hiệu Samsung với những cái công nghệ mới nhất và những cái công nghệ chỉ có độc quyền của Samsung thôi ạ. Bên cạnh đó thì các bác cần tìm những cái mẫu tủ có dung tích nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì các bác có thể tham khảo sang dòng của Panasonic với model NRBA190BBVN. Nhiều bác cứ bảo là tủ lạnh nhỏ này thì sợ tốn điện nhưng mà không, các bác hoàn toàn yên tâm nha. Những cái tủ lạnh nhỏ trên thị trường hiện nay đều có công nghệ Invector và đều có nhãn dán thương hiệu 5 sao. Cho nên các bác nhãn năng lượng nên các bác hoàn toàn yên tâm là không tốn điện ạ. Và mẫu này thì sẽ bảo hành 2 năm toàn máy và 12 năm cho máy nén. Mẫu này thì màu của nó cũng là dòng sơn tĩnh điện và có màu là màu ghi các bác nhé. Con này thì thiết kế nhỏ hơn con trước, viền tay cầm sẽ viền mạ bạc như này. Đây, các bác mở ra. Con này thì hoàn toàn được kháng khuẩn khử mùi bằng tinh thể bạc các bác ạ. Kháng khuẩn hoàn toàn khử mùi bằng tinh thể bạc. Bên cạnh đó thì ngăn rau củ quả cũng rất là rộng luôn, giúp duy trì độ ẩm tươi ngon nhờ cái công nghệ mới độc quyền của dòng Bana. Và mẫu này thì các bác để cho em rau củ quả thoải mái trong vòng một tuần luôn nha. Con này thì những cái khay của nó cũng đều có thể là di chuyển sao cho phù hợp nhất với được cái nhu cầu sử dụng. Con này là dòng Bana, nó có siêu tiết kiệm điện nhờ công nghệ cảm biến Econavi ấy. Ngoài ra thì theo cái cơ chế lạnh là cơ chế lạnh mới nhất của tủ lạnh Bana là dòng cơ chế lạnh vòng cung Barona ấy. Thì với cơ chế này thì rau củ quả của các bác hoàn toàn là được tươi ngon cũng như là thực phẩm sẽ được giữ trọn hương vị một cách tốt nhất. Thì mẫu này là dung tích 170 lít,
với giá bên em đang khuyến mại cho các bác rơi vào là tầm 4.790.000 nha. Còn nếu các bác muốn những cái dòng tủ giá rẻ hơn nữa thì bên em cũng có, nếu mà rẻ hơn nữa thì chỉ có dòng của Funiki, như là mẫu nằm ở đây. Mẫu tủ lạnh Funiki 125 lít, mẫu này là xuất xứ ở Việt Nam. Đây, Funiki này thì cũng có tiết kiệm điện, có kháng khuẩn khử mùi. Đây, như các bạn nhìn thấy, mẫu Funiki này thì hiện tại siêu thị điện máy Ecomart đang chạy giá khuyến mại cho các bác, rơi vào là 3.900.000 nha. Nhìn chung về tủ lạnh dung tích nhỏ dành cho gia đình từ 1 đến 2 thành viên thì tại siêu thị điện máy Ecomart có những cái thương hiệu như là Samsung này, Bana, Funiki để phục vụ các bác. Ngoài ra còn rất là nhiều các mẫu khác nữa. Thì các bác đang cần tư vấn thêm cái mẫu nào, hoặc các bác cần dung tích lớn hơn, nhiều bác cũng hỏi cái mẫu này. Mẫu này là RT22MD4040DX. Mẫu này là màu mặt gương, mặt sơn tĩnh điện màu nâu nhám nha. Màu nâu nhám. Con này thì dung tích 238 lít. Thiết kế y hệt cái mẫu màu đen kia. Thiết kế y hệt mẫu màu đen kia các bác nhá. Con này thì giá của nó chạy khuyến mại cho các bác là 5.470.000. Đây. Những cái tủ này thì các bác dùng thoải mái cho gia đình từ 2 đến 3 thành viên luôn ạ. Ngoài những mẫu trên thì các bác quan tâm mẫu nào, các bác cứ để lại comment cho bên em, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 178586 để bên em hỗ trợ các bác nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.